Chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em sau một thời gian nghỉ học dài ngày. Ngày hôm nay, cô sẽ gặp lại các em trong bài học đầu tiên mà cô gửi đến qua cổng trực tuyến e-learning của nhà trường. Trước khi đi vào bài học mới, các em hãy quan sát đoạn thơ sau đây trích trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con nhiều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Trong đoạn thơ này, kem hãy tìm các câu thơ có sử dụng nghệ thuật so sánh mà cái kiến thức so sánh này kem đã học ở bậc tiểu học rồi. Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc tiểu học, chắc chắn kem sẽ tìm ra được những câu thơ có sử dụng nghệ thuật so sánh ở đây. Đó chính là các câu: quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là đường đi học, quê hương là con nhiều biết, quê hương là con đò nhỏ. Có thể nói, nghệ thuật so sánh được sử dụng rộng rãi trong văn thơ cũng như trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân ta. Vậy, so sánh là như thế nào? Phép so sánh có cấu tạo ra sao? Tác dụng của phép so sánh là gì? Để hiểu rõ hơn, thì cô mời các em cùng đi vào bài học của ngày hôm nay. Bài so sánh. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mục tiêu của bài học. Thứ nhất, về kiến thức, hiểu được khái niệm, cấu tạo của phép so sánh. Thứ hai, về kỹ năng, kem nhận diện được phép so sánh, nhận biết và phân tích được các kiểu so sánh đã dùng trong văn bản, chỉ ra được tác dụng của kiểu so sánh đó. Cái thứ ba là về thái độ, vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh khi viết văn miêu tả. Đó là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được sau khi hoàn thành cái bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ, cô mời các em đi vào nội dung chính của bài học. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần một lớn khái niệm của so sánh. Các em hãy quan sát vào ví dụ trong sách giáo khoa trang 24, ví dụ 1. Hãy đọc các ví dụ trong sách giáo khoa để tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh. Ví dụ A, trẻ em như búp trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan, của Hồ Chí Minh. Ví dụ B, trong hai bên bờ, rừng Đức dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận, của nhà văn Đoàn Giỏi. Ở trong hai ví dụ này, tác giả đã so sánh các sự vật, sự việc nào với nhau? Nhìn vào ví dụ và vận dụng kiến thức đã học, các em sẽ dễ dàng nhận ra được nghệ thuật so sánh trong hai ví dụ. Tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong ví dụ A, trẻ em như búp trên cành, và trong ví dụ B, rừng Đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Vậy, so sánh như vậy nhằm để làm gì và nó có tác dụng như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu vào từng ví dụ nhé. Ở ví dụ A, trẻ em được so sánh như búp trên cành. Các em hãy quan sát vào hai bức tranh này. Một bức tranh em bé và một bức tranh là mầm non trên cành cây. Nhìn vào hai bức tranh, các em có thể nhận ra được cái nét tương đồng, có nghĩa là cái nét giống nhau của hai sự vật này. Cả hai đều non nớt, đều bụ bẫm, đều ngây thơ và cần được sự nâng niu, chăm sóc, quan tâm của tất cả mọi người. Các em biết không, khi sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh như vậy, Bác Hồ của chúng ta đã bộc lộ rõ tình yêu thương vô bờ, niềm hy vọng lớn lao của Bác dành cho thiếu nhi của Việt Nam. Và cô thiết nghĩ rằng đó cũng là tình cảm của mọi người nói chung, niềm hy vọng của mọi người nói chung đối với lứa tuổi thiếu nhi. Ở trong rừng Đước được so sánh như hai dãy trường thành vô tận. Quan sát vào bức tranh, kem có thể thấy rừng Đước hai bên bờ trông như hai dãy trường thành, trải dài, xa tít, cao vút. Rừng Đước và bức trường thành ở bên đều có điểm tương đồng giống nhau.
Rừng nước bảo vệ cuộc sống của người dân ven biển, cũng như bức trường thành ngày xưa bảo vệ cuộc sống của người dân dân trong thành. Cả hai đều vững chãi, đều hùng vĩ, đều chắc chắn. Và cũng giống như những biện pháp nghệ thuật so sánh khác, tác giả so sánh như vậy nhằm bộc lộ sự hùng vĩ của bức tranh thiên nhiên, đồng thời bộc lộ lòng yêu mến, niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương. Cả hai ví dụ A và ví dụ B mà chúng ta vừa mới tìm hiểu được đó đều có một cái tác dụng chung, đó là làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Đó chính là so sánh. Vậy, để tìm hiểu rõ hơn nữa, so sánh là như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ thứ hai. Hãy tìm hiểu xem, ở trong ví dụ này, phép so sánh có gì khác với hai phép so sánh mà chúng ta vừa tìm hiểu hay không nhé? Con mèo vằn vào tranh to hơn cả con hổ, nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Rõ ràng, ở đây một bên là con mèo và một bên là con hổ. Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống, mèo và hổ có điểm khác biệt nhau rõ rệt, đúng không nào? Thế nhưng, ở đây giữa hai con vật này vẫn có một điểm tương đồng với nhau đấy. Nét giống nhau của hai con vật đó là đều hình giống nhau về hình dáng, có vằn, có sọc đen, vàng. Và điểm khác nhau của chúng đó là về tính nết. Kem biết rằng mèo thì rất là hiền lành, hổ thì lại dữ tợn. Mèo chúng ta có thể gần gũi được, chúng ta nuôi trong nhà, vuốt ve, chơi đùa. Nhưng hổ là loài vật sống hoang dã, là chúa tể sơn lâm. Với cái cách nêu lên vẻ ngoài giống nhau nhưng tính nết khác nhau, nhằm để nhấn mạnh sự đáng yêu, hiền lành, dễ thương của chú mèo vằn ấy. Đây là phép so sánh hơn kém của hai sự vật. Kem thấy rõ, phép so sánh mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trong phần một nhỏ, từ so sánh là từ như. Thế nhưng ở đây, từ so sánh lại là từ hơn. Hơn là phép so sánh hơn kém của hai sự vật. Mặc dù vậy, phép so sánh vẫn làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, làm cho người đọc cảm nhận rõ ràng hơn, cụ thể hơn về những sự vật, sự việc được nói đến. Như vậy, thông qua các ví dụ vừa rồi, chúng ta đã hiểu so sánh là như thế nào rồi. Đó là nội dung chính của phần thứ nhất. Và nội dung này được khắc ghi ở trong phần ghi nhớ. Kem đi vào phần 3 nhỏ ghi nhớ trang 24 trong sách giáo khoa. So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Cố gắng nắm lại cái phép so sánh này, cái khái niệm của nó, để từ cái khái niệm của phép so sánh, Kem có thể dễ dàng nhớ được về khái niệm của hoán dụ, của ẩn dụ, vân vân, và Kem có thể phân biệt rõ được đâu là so sánh, đâu là hoán dụ, đâu là ẩn dụ. Vậy phép so sánh có cấu tạo như thế nào? Thì cô mời Kem bước sang phần 2 lớn, phần cấu tạo của phép so sánh. Nội dung đầu tiên ở trong phần 2 lớn chúng ta cùng tìm hiểu đó là mô hình của phép so sánh. Kem hãy quan sát vào cái bảng mà cô đã chuẩn bị ở đây để sau đó điền những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu đại diễn ở phần 1 vào mô hình phép so sánh dưới đây. Mô hình của phép so sánh gồm có 4 phần. Vế A, sự vật được nói đến, sự vật được so sánh. Vế B là sự vật dùng để so sánh. Ngoài ra còn có phương diện so sánh và từ so sánh nữa. Vậy nhìn vào hai ví dụ vừa rồi, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Trẻ em như búp trên cành, chúng ta có thể điền vào mô hình này được. Trẻ em là vế A, sự vật được so sánh. Còn vế B, sự vật dùng để so sánh với trẻ em, đó là búp trên cành.
và từ so sánh chính là từ như. Ví dụ thứ hai, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Sự vật được so sánh ở đây là rừng đước, và sự vật dùng để so sánh với rừng đước đó chính là hai dãy trường thành. Từ so sánh là từ như, và phương diện so sánh ở đây đó là nó dựng lên cao ngất. Nhìn vào trong ví dụ A và ví dụ B này, chúng ta dễ dàng nhận ra được, ở trong ví dụ B, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận là phép so sánh có đầy đủ 4 phần. Với A, phương diện so sánh, từ so sánh, với B. Còn ở ngay trong câu A, trẻ em như búp trên cành, thì ở trong câu A này, phép so sánh mới chỉ có 3 phần, với A, từ so sánh và với B mà thôi. Mặc dù thiếu phương diện so sánh, nhưng chúng ta vẫn ngầm hiểu được phương diện so sánh bị ẩn đi trong ví dụ A, đó là sự non nớt cần được bảo vệ của hai sự vật này. Như vậy, các em phải nhớ rằng trong phép so sánh luôn luôn phải có vế A và vế B. Đây là mô hình cấu tạo của phép so sánh. Đó là nội dung thứ nhất. Trước khi đi vào từ ngữ so sánh, các em hãy nắm lại về mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh. Vế A, nêu tên sự vật, sự việc được so sánh. Vế B, nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói tới ở vế A. Từ ngữ chỉ phương diện so sánh, từ ngữ chỉ ý so sánh, hay còn gọi tắt là từ so sánh. Đó là nội dung đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ. Các em nhớ các từ so sánh. Thì các từ so sánh ở đây ngoài từ như, từ hơn mà chúng ta vừa mới tìm hiểu trong các ví dụ vừa rồi, còn có các từ khác như là, y, y như, giống như, tựa, tựa như, kém, vân vân. Ví dụ nè, quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là con đò nhỏ, quê hương là đường đi học. Hay anh em như thể tay chân, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Bao nhiêu và bấy nhiêu cũng là những từ so sánh. Để tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn về cấu tạo của phép so sánh, chúng ta cùng đi tìm hiểu ví dụ trong phần 3 trang 25 nhé. Ở trong ví dụ này, câu A, Trường Sơn chí lớn ông cha, Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào. Câu B, như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Chúng ta tìm hiểu thử xem phép so sánh này có khác gì với các phép so sánh mà chúng ta đã phân tích trước đó hay không. Điền vào mô hình cho phép so sánh. Ở đây chúng ta thấy rằng Trường Sơn được so sánh với chí lớn ông cha. Phương diện so sánh là cao, lớn, rộng, người ta ẩn giấu đi. Thứ hai, sông Cửu Long được so sánh như lòng mẹ. Phương diện so sánh là bao la sóng trào. Cả hai phép so sánh này, các em thấy có một cái đặc điểm không có từ so sánh. Hay trong ví dụ thứ ba, như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Cây tre được ví với con người. Phương diện so sánh đó là không chịu khuất. Từ so sánh là từ như. Thế nhưng có một cái điều đặc biệt ở đây, đó là không phải Trường Sơn được ví như chí lớn ông cha, mà ngược lại, chí lớn của ông cha ta ví như dãy núi Trường Sơn, cao, lớn, rộng như dãy núi Trường Sơn ấy. Lòng mẹ được ví bao la, rộng lớn như sóng của dòng sông Cửu Long. Và con người không chịu khuất giống như tre mọc thẳng vậy.
Như vậy điều đặc biệt ở đây đó chính là giữa vế A và vế B có sự đảo vị trí. Chí lớn ông cha được ví như dãy núi Trường Sơn, lòng mẹ được ví như dòng sông Cửu Long và con người được ví như tre mọc thẳng ấy. Đó là lưu ý thứ nhất. Như vậy các em cần phải lưu ý vào, trong thực tế mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi ít nhiều. Cách biến đổi thứ nhất, các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và từ so sánh có thể được lược bớt đi. Cái thứ hai, vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh. Và bây giờ chúng ta còn một ví dụ nữa, các em tiếp tục tìm hiểu về mô hình cấu tạo của phép so sánh. Cô có hai ví dụ như sau. Trường Sơn chí lớn ông cha, Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào. Và thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chạy vào mây xanh. Ở hai ví dụ này, chúng ta có thể nhận ra được tác giả đã lược bỏ đi từ ngữ so sánh. Và thay vào đó, từ ngữ so sánh lại được thay bằng dấu hai chấm và dấu gạch ngang. Quả dừa như đàn lợn con, tàu dừa như chiếc lược. Và đây chính là cái lưu ý thứ hai mà các em cần phải chú ý. Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh, từ so sánh có thể được lược bớt. Hoặc cái từ so sánh đấy có thể thay thế bằng dấu hai chấm và dấu gạch ngang ở trong ví dụ. Và một điều mà các em cần phải ghi nhớ đó là trong một phép so sánh phải luôn luôn có mặt vế A và vế B. Còn nếu như một trong hai vế bị ẩn đi thì nó sẽ là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ. Mà biện pháp nghệ thuật ẩn dụ các em sẽ học trong thời gian tới đây. Để củng cố lại cái lý thuyết vừa học, đi vào phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Mô hình cấu tạo đầy đủ của phép so sánh gồm vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh, từ ngữ chỉ so sánh. Thứ hai, trong thực tế mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi ít nhiều. Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và từ so sánh có thể được lược bớt hoặc có thể được thay thế bằng dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang. Vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh. Để củng cố lại cái lý thuyết này thì cô mời các em đi sang phần 3 lớn, phần luyện tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Ở trong bài tập này, các em sẽ tìm hiểu về các dạng so sánh. Ở trong sách giáo khoa đã hướng dẫn cho các em các dạng so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thêm những ví dụ cho các dạng so sánh đó. Thì các dạng so sánh có so sánh đồng loại và so sánh khác loại. Cái đầu tiên chúng ta tìm hiểu là so sánh đồng loại. So sánh đồng loại thì có so sánh giữa người với người. Có nghĩa là những vế A và vế B đều nói về con người đó. Ví dụ, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi tới trường cô giáo như mẹ hiền. Hay thầy thuốc như mẹ hiền. Cái thứ hai trong so sánh đồng loại đó là so sánh giữa vật với vật, là vế A và vế B đều là những sự vật. Ví dụ, từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ, cây gạo như tháp đèn. Ví dụ thứ hai, những tán lá phượng xòe ra như chiếc dù che mưa che nắng giữa sân trường. Những tán lá phượng được ví như chiếc dù, đó là so sánh giữa vật với vật. Dạng thứ hai là dạng so sánh khác loại. Cái đầu tiên là so sánh vật với người. Có nghĩa là một trong hai vế là vật và một trong hai vế là người. Ngôi nhà như trẻ nhỏ, lớn lên cùng trời xanh. Ngôi nhà là vật, trẻ nhỏ là người. Cái chàng dế chắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Thứ hai trong so sánh khác loại đó là so sánh người với vật.
Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Mẹ là người, ngọn gió là vật. Hay, bà như quả đã chín rồi, càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng. Cái thứ ba, trong so sánh khác loại, đó là so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi và nước ở biển đông là những cái cụ thể, còn cái trừu tượng đó là công cha, đó là nghĩa mẹ. Hay, ví dụ này, Trường Sơn chí lớn ông cha, Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào. Dãy núi Trường Sơn, sông Cửu Long là cái cụ thể, còn chí lớn của ông cha ta, tấm lòng của mẹ, đó chính là những cái trừu tượng. Đó là các dạng so sánh. Còn bây giờ cô có một bài tập bổ sung như sau dành cho các em. Các em hãy nối cột A với cột B sao cho đúng dạng so sánh. Bài tập này chúng ta sẽ làm nhanh. Cột A, so sánh giữa người với người, so sánh vật với vật, so sánh người với vật, so sánh vật với người, so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng. Phép so sánh: công việc vất vả như vậy nên bố tôi nhìn như một ông lão dù tuổi mới tròn 50. Thân em như dải lụa đào, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Nhìn từ xa, cây đa giống như một gã khổng lồ có hình thù kỳ lạ. Nào, với kiến thức mà chúng ta vừa mới học đó, các em hãy nối nhanh vào cột A với cột B. Thử xem nào. Cũng đơn giản đúng không? Công việc vất vả như vậy nên bố tôi nhìn như một ông lão, bố tôi và ông lão, người với người. Thân em như dải lụa đào, người với vật. Tàu dừa chiếc lược chạy vào mây xanh, tàu dừa và chiếc lược đều là hai sự vật. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, cánh buồm là cái cụ thể, mảnh hồn làng là cái trừu tượng. Nhìn từ xa, cây đa giống như một gã khổng lồ có hình thù kỳ lạ. Gã khổng lồ và cây đa, so sánh vật với người. Như vậy chúng ta đã nắm được về các dạng so sánh là như thế nào rồi. Thế còn bây giờ các em chuyển sang bài tập số 2. Chúng ta sẽ hoàn thành những cái thành ngữ bằng cách điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh. Thành ngữ đầu tiên, khỏe như. Các em hãy quan sát nhanh lên các bức tranh sau đây để từ những bức tranh đó các em có thể tìm ra được những cái thành ngữ mà chúng ta có trong cuộc sống, những từ còn thiếu để điền vào cái thành ngữ có ba dấu ba chấm này. Bức tranh thứ nhất đó là con voi và chúng ta có thành ngữ khỏe như voi. Bức tranh thứ hai, một người có cơ bắp nổi cuồn cuộn. Có thể nói đây là một lực sĩ. Vì vậy cho nên chúng ta có cái thành ngữ khỏe như lực sĩ. Đó là thành ngữ đầu tiên. Thành ngữ thứ hai nói về chậm. Nhìn vào bức tranh đầu tiên, các em có thể nhận ra được đây chính là con rùa. Và chúng ta có thành ngữ là chậm như rùa. Con vật thứ hai, con ốc sên. Chúng ta có thành ngữ là chậm như sên. Đó là thành ngữ thứ hai. Ngữ thứ ba, trắng. Trắng như tuyết. Đây là những cục bông, trắng như bông. Thành ngữ thứ tư, nhanh. Một con chim đang bay trên bầu trời, nhanh như cắt. Hay là hình ảnh một con sóc, nhanh như sóc chẳng hạn. Đó là bài tập số 2. Và như các em đã biết, biện pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều ở trong văn miêu tả. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Các em hãy tìm những phép so sánh được sử dụng ở ngay trong các văn bản. Thứ nhất, văn bản bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Thứ hai, đó là sông nước Cà Mau của nhà văn Đoàn Giỏi. Số 3, bài tập A. Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong văn bản bài học đường đời đầu tiên.
Ở trong văn bản này, tác giả đã sử dụng nhiều phép so sánh để miêu tả về hình ảnh của dế mèn, cũng như hình ảnh của dế chắt và nhiều con vật khác nữa. Thế nhưng ở đây, chúng ta sẽ tìm một vài ví dụ tác giả đã có sử dụng phép so sánh để miêu tả về những con vật này. Cụ thể, những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua, miêu tả hành động của dế mèn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Còn bây giờ là miêu tả về dế chắt. Cái chàng dế chắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn cuộn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi lê. Còn nữa, còn nhiều phép so sánh trong ví dụ này lắm, hoặc trong đoạn văn này, trong bài văn này. Thế nhưng, các em có thể mở sách giáo khoa ra, chúng ta tìm thêm, tranh thủ lúc ở nhà. Còn bây giờ, chúng ta sang ví dụ B, bài tập B. Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong văn bản Sông nước Cà Mau của nhà văn Đoàn Giỏi. Ở đây, cô chỉ lấy ra một vài ví dụ, còn các em có thể tìm thêm trong sách giáo khoa. Thứ nhất, càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau, thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Thứ hai, ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng. Chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ. Thứ ba, cá nước bơi hàng đàn đen chuỗi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Đó là toàn bộ cái nội dung mà chúng ta tìm hiểu được trong buổi học ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng các em nắm lại được như thế nào là so sánh và cấu tạo của phép so sánh ra sao. Còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm một số việc ở nhà. Thứ nhất, các em phải học thuộc khái niệm so sánh và cấu tạo của phép so sánh. Thứ hai, các em hoàn thiện các bài tập trang 25, trang 26 vào trong vở. Và thứ ba, các em viết một đoạn văn ngắn với chủ đề mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên, trong đó có sử dụng nghệ thuật so sánh. Có thể là một phép so sánh, hai phép so sánh hay ba phép so sánh gì đấy. Thế nhưng những phép so sánh đó nằm trong một đoạn văn ngắn thôi và viết về hoa cà phê ở Tây Nguyên. Cây cà phê không lạ gì so với người dân Tây Nguyên của chúng ta, đúng không nào? Rất quen thuộc đấy. Hương vị cà phê rất thơm ngon, rất nổi tiếng. Thế nhưng về hoa cà phê không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thuần khiết của hoa cà phê đâu. Ở đây, cô sẽ cho các em quan sát một vài hình ảnh về mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên để từ đó các em có thể cảm nhận và hoàn thành cái bài tập của mình. Mùa hoa cà phê, mùa có nong làm mật, những bông hoa trắng muốt, những chùm hoa trắng, các em có thể nhìn thấy, trắng luôn cả một vạt, trắng luôn cả cái cây cà phê nữa. Trắng cả sườn đồi. Đây là những bông hoa tuyết giữa núi rừng Tây Nguyên. Mùa tuyết trắng ở Tây Nguyên. Nhìn từ trên cao nhìn xuống thì cây cà phê nở hoa có một sự cân đối rất hài hòa. Và sau thời gian đơm hoa đó là kết trái cho đời. Các em có thể thấy hoa nở trắng cả một sườn đồi. Một màu trắng bạc ngàn. Rất đẹp đúng không nào? Các em biết không, trong thời gian gần đây, giới trẻ lại rất thích check-in ở những cái địa điểm có những cái rừng hoa cà phê nở trắng như thế này. Và đó trong là một trong những cái thú vui của giới trẻ bây giờ đấy. Như vậy đó chính là cái bài tập về nhà mà các em cần phải hoàn thành. Và cái bài tập về nhà này
Nó cũng đã kết thúc cái bài học ngày hôm nay của chúng ta. Xin chào các em và hẹn gặp lại.